Thanh tra Chính phủ trong kết luận số 1037 đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi và hoàn trả khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước đầu tư không đúng quy định vào khu đô thị mới Thủ Thiêm tính đến cuối tháng 9 năm 2018 là hơn 26.300 tỷ đồng. Đồng thời cần sớm có giải pháp huy động vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 9 tháng 8 đã gửi văn bản khẩn đến Thủ tướng Chính phủ cho rằng các thủ tục quyết toán để có thể thu hồi khoản tiền mà Thanh tra Chính phủ nhắc đến hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Chánh Văn phòng Quốc hội Việt Nam khẳng định tiền ngân sách chi tiêu sai mục đích thì phải bồi hoàn, bồi trả. Còn nếu người làm sai mà không xử lý được thì sẽ bị xử lý theo pháp luật. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết việc hoàn trả này, Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra vào cuối năm. Luật sư Thuận giải thích thêm nguyên nhân tại sao Thành phố Hồ Chí Minh lại tạm ứng sai hàng chục ngàn tỷ như vậy. Nguyên nhân số xa đó là cái tiền thành phố thì muốn bồi thường nhanh trong thời kỳ đó để giao đất cho các chủ đầu tư. Nhưng mà các chủ đầu tư đó, đúng ra người ta thì khi mình nhận đất thì mình phải trả tiền lại cho thành phố để trả về cho nó chắc. Khi đó thì các chủ đầu tư lại không kịp thời trả cái tiền đó. Và chưa nói là nó cũng có cái độ bên một số tiền cũng khá lớn nữa. Vì cái giá đất đó thì các cơ quan ở thành phố đó, sở ngành thì đề nghị là 36 triệu vuông vào thời điểm đó. Còn bây giờ đã lên cao lắm rồi. Nhưng mà khi tính như các nhà đầu tư thì lãnh đạo thành phố đó chỉ tính 26 triệu. Như vậy thì cái một mét vuông thì trên nhau là 10 triệu. Viên cái tiền đó là trên nhau cả ngàn tỷ, một số tiền rất lớn. Tiền đó là hàng năm đó, thì thành phố phải thu thuế trên địa bàn. Cuối năm là phải chuyển về trung ương để trung ương xử lý. Nhưng mà thành phố giữ lại để bồi thường. Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng, vấn đề này còn có sự tham gia của các nhóm lợi ích. Vì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quá ưu đãi các nhà đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thêm vào đó, số tiền đền bù trước đây so với thời điểm hiện nay lại càng chênh lệch, khiến phí đền bù bị đội giá. Trong khi đó, theo ông Cao Thăng Ca, một người dân Thủ Thiêm có nhà đất bị cưỡng chế và phải khiếu kiện trong nhiều năm qua lại cho rằng, Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn toàn có thể trả số nợ đó. Hiện nay người ta đã lấy đất cả gần 200 hectare và bây giờ vùng đất mà ngoài quy hoạch đó thì người ta đang tổ chức bán đấu giá. Cụ thể như là khu lõi trung tâm số 3, số 4 ấy, là cái khu 160 hectare đất tái định cư thì bây giờ người ta đang tổ chức bán đấu giá. Rồi cái khu lõi trung tâm số 7 là cái khu ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm mà trước đây là của cái chạy thông Thanh Bình, người ta đang tổ chức bán đấu giá. Và người ta bán đấu giá đó ra thì bây giờ 26.000 tỷ là cái chuyện rất là nhỏ. Người ta thu về được cả 100.000 tỷ, nhưng bây giờ người ta không muốn trả về cho ngân sách nhà nước, người ta nên lý do như vậy, mà người ta nên lý do người ta tính lừa dân rồi, bây giờ người ta muốn lừa cả chính phủ đó. Còn đứng ở góc nhìn của chuyên gia tài chính và thị trường, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long thì cho rằng, nếu thành phố không thể hoàn trả theo thời hạn, thì phải quy trách nhiệm, chứ không thể thoái thác việc này. Theo luật thì người nào mà triển khai, chủ trì trong cái việc này thì phải chịu trách nhiệm, và đồng thời quá trình cái hồi tố lại thì rất là đơn giản, không có cái gì quá khó khăn cả. Xem xét lại cái quy trình triển khai nó thực hiện như thế nào, từng bước từng khâu một, thì sai ở chỗ nào, ai làm như thế nào thì quy trách nhiệm, thì cái điều đấy không phải khó khăn. Đồng tình với ý kiến Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, luật sư Trần Quốc Thuận khẳng định. Người ta phải điều tra, để coi thì ai là quyết định, dẫn quyết định là giá, hạ giá này, rồi ai là quyết định lấy tiền từ ngân sách này, rồi sử dụng xong đất này, ai là chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm phụ, trách nhiệm nào kia. Theo cái kết luận người ta thì ta bảo là những người ta ủy ban cho thành phố, nhưng mà có những người một cái nữa là có trách nhiệm không thì cũng điều tra. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, với lý do Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thì quả thực không phải đơn giản. Nhưng nếu bỏ qua, cho chìm xuồng như những yêu cầu trước đây, sẽ tạo nhiều bất lợi cho chính phủ Hà Nội. Thứ nhất là cái hiệu lực của chính phủ là bị vô hóa. Cái thứ hai là những cái việc mà đã làm sai thì không sẽ cảnh tỉnh, không sẽ là những bài học răn đe cho những người làm sau này, cho những vụ việc sau này. Trong văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày cho biết,
Khoản tiền mà thành phố tạm giữ ngân sách nhà nước được dùng chủ yếu vào việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân Thủ Thiêm. Tuy nhiên, ông Cao Thăng Ca cho rằng, với khoản chi lớn như vậy, quy trình đền bù hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm lại không giống ai. Trước đây, những người mà đã đi rồi, người ta đã đền bù rồi, người ta đã có cuộc sống ổn định rồi, thì người ta lại mời những người đã có cuộc sống ổn định về rồi, người ta lại trả thêm cho một số nữa. Cái chuyện đó là chuyện người ta làm được cũng là điều tốt, nhưng mà còn những người mà đang phải khứ này 20 năm nay chịu khổ cực, chịu thiệt thòi do bị là cưỡng chế nhà đất, nói thẳng một cái danh từ là do cướp mất nhà đất, thì người ta lại không giải quyết cho những người trường hợp này là đang rất cần để giải quyết. Những người còn đang tiếp tục khứ này do bị là cưỡng chế nhà đất, ngoài ranh quy hoạch cưỡng chế nhà đất mà không có quyết định thu hồi thì người ta lại làm ra. Dự án quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đã kéo dài hơn 20 năm qua. Nhiều người dân vẫn ròng rã khiếu kiện để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Các quan chức đứng đầu thành phố liên tục gặp gỡ người dân, hứa sẽ sớm giải quyết dứt điểm cho người dân. Nhưng sau ngần ấy năm, nhiều người dân Thủ Thiêm vẫn từng ngày sống trong những khu tạm bợ, chờ được đền bù thỏa đáng.